Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Hòa Hiệp phát triển của Đài Phát Thanh và truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Chương trình trưa nay thứ Năm ngày 1 tháng 8 sẽ có những nội dung đáng chú ý. Tổng thanh kiểm tra các điểm kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch. Khai trương điểm tư vấn chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng tại Bưng Riềng. Huyện Châu Đức trao đổi học tập kinh nghiệm tại các trường học ở thành phố Vũng Tàu. Hội Cựu chiến binh Côn Đảo 20 năm xây dựng và trưởng thành. Ghi nhận mở đầu phần thông tin địa phương tại thành phố Vũng Tàu. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành trong hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, trong đó tập trung vào các loại hình như homestay, hotel, căn hộ du lịch. Đoàn sẽ kiểm tra các thủ tục đăng ký kinh doanh và các điều kiện đi kèm khi kinh doanh dịch vụ lưu trú, cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch, khai báo thời điểm hoạt động và báo cáo thống kê theo định kỳ tháng, quý, năm, nghĩa vụ thuế, báo cáo thuế. Trong đó tập trung chủ yếu là các điểm kinh doanh tại thành phố Vũng Tàu. Theo Sở Du lịch, thời gian qua trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều cơ sở kinh doanh lưu trú mới như homestay, hostel, căn hộ du lịch, biệt thự cho thuê. Trong đó, thành phố Vũng Tàu là địa phương có số lượng loại hình này nhiều nhất với hơn 300 cơ sở. Loại hình lưu trú mới góp phần khai thác hiệu quả tình trạng bất động sản dư thừa trong nhân dân, đồng thời cung ứng thêm dịch vụ lưu trú cho du khách. Tuy nhiên, nhiều cơ sở chưa tuân thủ quy định của pháp luật dẫn đến kinh doanh chụp giật, gây ồn ào, mất an ninh trật tự trong khu dân cư. Do đó, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh sẽ tiến hành thanh kiểm tra loại hình này trong thời gian tới. Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 138 thành phố Vũng Tàu, tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội trên địa bàn được kiềm chế, không để hình thành các băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu xã hội đen, các tụ điểm tệ nạn xã hội, mại dâm gây bức xúc trong nhân dân. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố Vũng Tàu xảy ra 160 vụ vi phạm về trật tự xã hội. Công an thành phố đã điều tra làm rõ 117 vụ với 166 đối tượng đạt tỷ lệ trên 73%. Bắt và xử lý 197 vụ với 316 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Phát hiện thụ lý 17 vụ, 12 tội phạm về kinh tế. Phát hiện 19 vụ, 19 tội phạm về môi trường. Ban chỉ đạo 138 thành phố Vũng Tàu đã xây dựng được 14 mô hình bảo đảm an ninh trật tự và hoạt động có hiệu quả như camera an ninh, tổ liên gia tự quản, bảo đảm an ninh trật tự trước cổng trường học, bệnh viện, khu công nghiệp. Qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, người dân đã cung cấp cho lực lượng công an xử lý kịp thời 573 tin liên quan đến an ninh trật tự. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo 138 thành phố Vũng Tàu tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác phòng chống tội phạm, đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện tốt quy chế phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tiếp theo là ghi nhận tại thành phố Bà Rịa. Thưa quý vị, năm 2019 được thành phố Bà Rịa chọn tăng cường thực hiện năm dân vận chính quyền. Trong đó tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, nhất là những vụ khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài trên địa bàn thành phố. Trong 6 tháng đầu năm, thành phố Bà Rịa đã ban hành quyết định cắt giảm thời gian giải quyết đối với 89 thủ tục hành chính thuộc 14 lĩnh vực, tổ chức tiếp 472 lượt trên tổng số 523 công dân. Giải quyết và trả kết quả đúng hẹn 6.325 hồ sơ hành chính, đạt tỷ lệ 99,5%. Các phường xã giải quyết và trả kết quả đúng hẹn gần 24.400 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%. Đẩy mạnh thực hiện năm dân vận chính quyền 2019, các cấp ủy đảng chính quyền thành phố Bà Rịa tiếp tục tăng cường đối thoại, lắng nghe, giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tiếp theo là thông tin tại huyện Long Điền. Thưa quý vị, huyện Long Điền tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập văn phòng huyện trên cơ sở sáp nhập văn phòng huyện ủy và văn phòng hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện. Huyện Long Điền đã sáp nhập văn phòng huyện ủy với văn phòng hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện với 26 biên chế, 14 hợp đồng theo nghị định 68. Mục đích của việc sáp nhập nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung thống nhất của cấp ủy chính quyền, thực hiện tinh giản bộ máy biên chế, nâng cao chất lượng hiệu quả của văn phòng cấp huyện. Sau khi được thành lập, văn phòng huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện sẽ là cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc huyện ủy, hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện. Tổ chức bộ máy gồm một chánh văn phòng và 3 phó chánh văn phòng. Sau đây là một số tin vắn đáng chú ý trên địa bàn huyện Long Điền. Ủy ban nhân dân huyện Long Điền tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019 cho trên 150 đại biểu là lãnh đạo các phòng ban đơn vị huyện, lãnh đạo ủy ban nhân dân các xã thị trấn, ban giám hiệu các trường học, trưởng ban khu phố ấp, trưởng ban công tác mặt trận và tổ trưởng các tổ dân cư trên địa bàn huyện. Tham gia tập huấn, các đại biểu được học tập trao đổi hướng dẫn những nội dung cơ bản về Pháp lệnh số 34/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 11 về thực hiện dân chủ ở xã phường thị trấn, Nghị định số 04/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Bảo hiểm xã hội huyện Long Điền tổ chức lớp tập huấn đào tạo nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình cho hơn 50 nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện. Những nội dung như luật bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, quy định hoạt động đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình đã được truyền đạt đến các nhân viên thu bảo hiểm tham dự hội nghị. Bên cạnh đó, các nhân viên còn được hướng dẫn quy trình nghiệp vụ, kỹ năng truyền thông và một số nội dung liên quan đến trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của các đại lý thu bảo hiểm. Thông tin tiếp theo ghi nhận tại huyện Xuyên Mộc. Thưa quý vị, huyện Xuyên Mộc tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm 2019. Thời gian qua, các cấp chính quyền, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn huyện Xuyên Mộc đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Các chính sách của nhà nước được công khai minh bạch, công tác cải cách hành chính, công tác tiếp dân đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được chú trọng. Trong 6 tháng đầu năm 2019, huyện đã hòa giải 85 vụ tranh chấp trong nhân dân, đạt tỷ lệ 72%, đã xem xét giải quyết dứt điểm 1/5 đơn thư tố cáo. Thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, 100 trên 100 ấp khu phố đạt chuẩn văn hóa, gần 32.000 hộ được công nhận gia đình văn hóa. Đến nay, toàn huyện có 277 cơ quan đơn vị và doanh nghiệp triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Điểm tư vấn chăm sóc hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng tại Trung tâm Y tế xã Bưng Riềng vừa khai trương hôm qua. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong thực hiện đổi mới công tác cai nghiện, góp phần làm giảm số người sử dụng ma túy và đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Điểm tư vấn chăm sóc hỗ trợ điều trị nghiện ma túy được đặt tại trạm y tế xã Bưng Riềng đi vào hoạt động sẽ giúp người nghiện trên địa bàn được tiếp cận với những dịch vụ y tế cần thiết nhằm giảm tỷ lệ tái nghiện, tăng cường sức khỏe cuộc sống của người sau cai nghiện và làm cơ sở để đề ra các giải pháp chính sách nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện phục hồi. Đây là điểm tư vấn chăm sóc hỗ trợ điều trị nghiện ma túy thứ 2 được khai trương trên địa bàn huyện Xuyên Mộc và là điểm thứ 16 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tiếp nối phần thông tin địa phương, mời quý vị theo dõi những ghi nhận từ huyện Đất Đỏ. Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ vừa triển khai luật quốc phòng năm 2018 và các nghị định hướng dẫn thi hành cho gần 300 đại biểu là lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Luật quốc phòng năm 2018 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, điều chỉnh về nguyên tắc, chính sách, hoạt động cơ bản về quốc phòng, tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm, lực lượng vũ trang nhân dân, bảo đảm quốc phòng, nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan tổ chức, quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng. Hội nghị giúp lãnh đạo các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Nằm trong chuỗi hoạt động hè, Ban chỉ đạo hè huyện Đất Đỏ tổ chức giải bơi lội các lứa tuổi năm 2019. Tham gia giải bơi lội lần này có gần 50 vận động viên là các em có độ tuổi từ 6 đến 17 tuổi. Các em được chia làm 4 nhóm thi đấu tranh tài ở thể loại bơi ếch và bơi tự do với cự ly 50 m. Giải bơi lội các lứa tuổi huyện Đất Đỏ tổ chức vào dịp hè hàng năm nhằm tạo điều kiện cho các em thanh thiếu nhi yêu thích bộ môn bơi lội có điều kiện thể hiện tài năng, đồng thời trao đổi kinh nghiệm, kỹ chiến thuật, qua đó thúc đẩy phong trào tập luyện môn bơi ở địa phương. Những thông tin tiếp theo ghi nhận tại huyện Châu Đức. Thưa quý vị, ngày 31 tháng 7, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức cùng các ban ngành và đại diện ban giám hiệu các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn huyện đã tổ chức chuyến đi học tập kinh nghiệm, hoạt động bồi dưỡng kỹ năng sống cho học sinh và quản lý cơ sở vật chất trường học tại các trường học trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, gồm trường tiểu học Quang Trung, trung học cơ sở Nguyễn An Ninh, trung học phổ thông Đinh Tiên Hoàng ở thành phố Vũng Tàu. Tại 3 trường học trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, các cán bộ quản lý, giáo viên của huyện Châu Đức được trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về công tác quản lý, hoạt động của tổ chuyên môn, giáo dục rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, đưa văn hóa truyền thống vào nhà trường. Các cán bộ quản lý giáo dục huyện Châu Đức còn trao đổi học tập các mô hình, nội dung, hình thức bán trú, các hoạt động về công đoàn, đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, đặc biệt là vệ sinh trường học. Lãnh đạo huyện Châu Đức nhấn mạnh, chuyến đi này là một hành trình ý nghĩa để đội ngũ quản lý giáo dục giáo viên huyện Châu Đức mở rộng thêm kiến thức, tích lũy thêm những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong quản lý giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện bền vững của ngành giáo dục địa phương. Nhằm giúp cán bộ cơ sở nắm được những kiến thức cơ bản về chính trị, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn hội, trong 2 ngày 30 và 31 tháng 7, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Châu Đức phối hợp với Ban tuyên giáo huyện ủy tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác cán bộ hội cơ sở cho gần 130 cán bộ chủ chốt và trưởng các câu lạc bộ đội nhóm trên địa bàn. Tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ thanh niên trên địa bàn huyện Châu Đức được học tập các nội dung về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tư duy cách mạng công nghiệp 4.0 trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác hội, xây dựng mạng lưới tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tại địa phương. Ngoài nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cơ bản cần thiết để vận dụng vào thực tiễn công tác, lớp bồi dưỡng còn là dịp để cán bộ thanh niên giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm đoàn hội. Năm 2019, huyện Châu Đức được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao quản lý 19 công trình, chủ yếu xây dựng trường học, đường giao thông, với kế hoạch vốn hơn 169 tỷ đồng. Đến thời điểm này, có 6 công trình đã hoàn thành, tỷ lệ giải ngân vốn đạt 52%. Riêng nguồn vốn ngân sách huyện đầu tư 113 công trình với kế hoạch vốn hơn 268 tỷ đồng. Đến hết tháng 7, có 72 công trình đã hoàn thành, đạt gần 30% kế hoạch. Các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Châu Đức đều trong giai đoạn thi công, một số công trình đang trong giai đoạn nước rút để hoàn thiện. Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn để tăng tốc giải ngân vốn, đồng thời giám sát chặt chẽ quá trình thi công, bảo đảm công trình hoàn thành đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng. Thưa quý vị, trong suốt 20 năm qua, hội viên Hội Cựu chiến binh huyện Côn Đảo đã phát huy phẩm chất truyền thống bộ đội cụ Hồ, gương mẫu trong đời sống, hăng hái thi đua phát triển kinh tế, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương. Cách đây 20 năm, ngày 27 tháng 7 năm 1999, Ban Thường vụ Huyện ủy Côn Đảo khóa 5 đã quyết định thành lập Hội Cựu chiến binh huyện Côn Đảo với 36 hội viên sinh hoạt tại 4 chi hội. Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, đến nay tổng số hội viên cựu chiến binh của huyện là 295 người, sinh hoạt tại 19 cơ sở hội trực thuộc, một câu lạc bộ cựu chiến binh làm kinh tế. Trong đó, hơn 30% hội viên tham gia công tác chính quyền đoàn thể. Phát huy truyền thống bộ đội cụ Hồ, hội viên cựu chiến binh huyện Côn Đảo luôn nêu cao ý thức tự lực tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Để trợ giúp các hội viên, Hội Cựu chiến binh huyện đã huy động nhiều nguồn vốn dư, vốn ủy thác từ ngân hàng chính sách xã hội, vốn quỹ hội, thành lập câu lạc bộ cựu chiến binh làm kinh tế. Tham gia câu lạc bộ, các hội viên không chỉ trao đổi kinh nghiệm sản xuất kinh doanh mà còn giúp nhau vốn tạo việc làm cho con em hội viên. Từ 21 thành viên năm 2009 đến nay, câu lạc bộ đã tập hợp được gần 80 hội viên với nguồn quỹ gần 500 triệu đồng, tạo điều kiện hỗ trợ vốn cho các hội viên sản xuất kinh doanh, buôn bán. Do đó, đến nay, Hội Cựu chiến binh huyện Côn Đảo không còn hội viên nghèo, đặc biệt số hội viên có cuộc sống khá giàu chiếm hơn 60%. Giúp hội viên phát triển nó khá nên rồi mình mượn cái đồng vốn đó để mình xoay vòng trong cái thời gian mình kinh doanh và chăn nuôi và trồng trọt, cũng sản xuất về kinh tế để phát triển nâng cao kinh tế của hội. Hoạt động nghĩa tình giữa các hội viên cựu chiến binh trong huyện cũng được các cấp hội quan tâm thực hiện. Từ nguồn quỹ hội xây dựng được, hội thường xuyên thăm hỏi, trợ giúp hội viên lúc ốm đau, bệnh tật, sửa chữa nhà ở, tặng hàng trăm suất quà cho các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn, cán bộ lão thành trong dịp lễ Tết. Thì toàn thể các hội viên cựu chiến binh cơ sở khu vực Xoa thực hiện đường lối chuyên chính sách nhà nước. Rồi đặc biệt nữa là trong những năm qua thì có phong trào bên mặt trận là khu dân cư, xây dựng khu dân cư an toàn và an ninh trật tự, không có tai nạn xã hội. Trong 20 năm qua, đã có hàng chục tập thể, hàng trăm lượt cá nhân cựu chiến binh tại huyện Côn Đảo được khen thưởng. Năm 2012, Hội Cựu Chiến binh huyện được Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tặng cờ thi đua và nhiều năm liền được tỉnh hội tặng bằng khen. Gần 100% hội cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, 97% hội viên cựu chiến binh đạt tiêu chuẩn hội viên gương mẫu, 96% gia đình cựu chiến binh đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Trong công cuộc xây dựng chung của huyện Côn Đảo thì Hội Cựu chiến binh là một tổ chức chính trị xã hội, thì chúng tôi cũng luôn tập trung xung quanh nhiệm vụ đó là sản xuất, kinh doanh, buôn bán, làm ăn và từ bản thân vươn lên làm giàu một cách chính đáng. Phát huy tinh thần trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, các hội viên cựu chiến binh huyện Côn Đảo luôn đoàn kết, nỗ lực cùng đảng bộ, chính quyền địa phương vượt qua mọi khó khăn, thử thách nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng Côn Đảo ngày một giàu đẹp. Thưa quý vị, nhãn xuồng cơm vàng không chỉ có riêng ở Bà Rịa Vũng Tàu, nhưng ấn tượng về độ ngọt, thơm, cùi dày, trái đẹp thì phải là nhãn xuồng cơm vàng Bà Rịa Vũng Tàu, mà cụ thể là nhãn xuồng cơm vàng tại vùng đất Xuyên Mộc. Nhãn xuồng cơm vàng Xuyên Mộc với nhãn hiệu tập thể Nhân Tâm giờ có mặt ở hầu hết các hệ thống siêu thị. Sự chờ đợi và thưởng thức những trái nhãn xuồng cơm vàng nhãn hiệu Nhân Tâm vào mỗi độ tháng 7 cũng đã trở thành quen thuộc của người tiêu dùng. Vậy mà cách đây hơn 10 năm, loài quả quý này đứng trước nguy cơ bị xóa sổ. Do nỗi niềm đau đáu của một người nông dân với cây nhãn quê hương, ông Đào Văn Hiếu đã tìm mọi cách để hồi sinh loài cây nhãn quý này. Và đây cũng là người nông dân chúng tôi giới thiệu đến quý vị trong câu chuyện Đất và Người Bà Rịa Vũng Tàu. Xuyên Mộc có đặc điểm thổ nhưỡng là đất cát pha, giàu hàm lượng kali, phù hợp cho nhãn xuồng cơm vàng. Thực tế hơn 10 năm trước, nhãn Xuyên Mộc bây giờ là nhãn da bò, từng lâm cảnh có nguy cơ bị xóa sổ vì năng suất thấp, vì dịch bệnh, nhất là bệnh chổi rồng và vì giá cả bấp bênh. Nhiều vườn nhãn bị chặt hàng loạt để chuyển sang trồng khoai mì, loại cây trồng cho thu nhập cao hơn nhãn, hoặc là đành bỏ hoang. Gắn bó với cây nhãn bao nhiêu năm, người nông dân Đào Văn Hiếu ở xã Hòa Hiệp vô cùng đau xót. Bản thân tôi thấy nó cũng tủi thân lắm, tủi thân cho người nông dân Việt Nam. Phải nói rằng suốt cuộc đời trồng chặt. Tôi nghĩ rằng không biết đến cái lúc 60-70 tuổi như bây giờ mình còn trồng chặt được bao nhiêu lần như vậy nữa. Mà phải làm gì đó cho nó có cái tính bền vững. Quyết gắn bó với cây nhãn nên ông Đào Văn Hiếu cũng xác định giữ lấy cây nhãn, nhưng phải theo một cách khác. Tìm đọc nhiều tài liệu về cây nhãn, ông Hiếu biết thêm có một loại nhãn xuồng cơm vàng được trồng nhiều ở thành phố Vũng Tàu. Đưa giống nhãn đang phát triển tốt ở Vũng Tàu về Xuyên Mộc, không thể bê nguyên si. Ông Hiếu tìm cách lai ghép nhãn xuồng cơm vàng với giống nhãn da bò địa phương. Lai ghép là một công việc khó khăn, đòi hỏi phải rất am hiểu kỹ thuật và cả sự dày công, bền chí. Dốc biết bao công sức mà suốt một năm trồng đầu tiên, số gốc nhãn ông Hiếu lai ghép thành công, đếm trên đầu ngón tay. Tốn kém, mệt mỏi, nhưng có một chút thành công, nghĩa là đã có cơ sở để giống nhãn mới ra đời. Chút thành công này càng thôi thúc ông Hiếu dấn thân, kiên trì điều chỉnh phương pháp lai ghép. 3 năm sau, những nỗ lực của ông Đào Văn Hiếu đã được bù đắp. Giống nhãn lai ghép xuồng cơm mang hương vị đặc trưng của vùng đất Xuyên Mộc ra đời. Với ưu điểm, cây lai ghép khỏe mạnh hơn, cho trái căng tròn, đẹp về hình thức hơn, hương vị cũng thanh, ngọt, thơm hơn nhãn thuần gốc. Thêm nữa, nhãn xuồng cơm vàng Xuyên Mộc cho năng suất cao, hơn 2 tấn một hectare, hơn gần 0,5 tấn so với nhãn da bò ở Xuyên Mộc trước đó. Từ thành công của mình, ông Hiếu mạnh dạn vận động bà con ngừng việc chặt bỏ mà trồng lại cây nhãn. Ông hướng dẫn kỹ thuật lai ghép cho các bà con trong vùng, từng bước đưa cây nhãn hồi sinh. Không dừng lại ở đó, ông Hiếu tiếp tục nghiên cứu kỹ thuật, áp dụng quy trình VietGAP để cây nhãn cho trái chất lượng hơn, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Nhờ vậy, sản lượng trên 1 hecta không ngừng tăng, 5 tấn và hiện nay đạt từ 7 tấn tới 8 tấn. Có vườn đạt đến hơn 11 tấn 1 hecta. Còn chi phí đầu tư giảm đến gần 30% 1 hecta, mang lại thu nhập cho chủ vườn mỗi hecta từ 200 tới 250 triệu đồng. Được sự đồng hành của địa phương, ông Hiếu tiếp tục thành lập Hợp tác xã Nhãn Xuồng Cơm Vàng Nhân Tâm nhằm góp phần ổn định giá thành sản phẩm và tìm kiếm cơ hội đưa nhãn vào các hệ thống siêu thị trên toàn quốc. Nói chung bà con trong thành viên hợp tác xã cũng như ngoài, họ cũng rất là hồ hởi. Thúc lúc đầu họ cảm thấy từ hợp tác xã họ ngoảnh đi, không muốn nói chuyện gì đấy. Nhưng từ khi cái trái nhãn mà bắt đầu được tiêu thụ một cách ổn định, có giá, nhất là chênh lệch giá cho bà con từ 3.000 đến 5.000. Diện tích nhãn tại huyện Xuyên Mộc hiện phát triển mạnh ở các xã Hòa Hiệp, Xuyên Mộc, Bình Châu với gần 1.300 hectare, sản lượng đạt hơn 17.000 tấn một năm, chiếm hơn 50% sản lượng nhãn toàn tỉnh. Cây nhãn Xuồng Cơm Vàng trở thành sinh kế của nhiều người dân Xuyên Mộc. Thì do cái lúc trước mình chặt ra trồng thì cứ bà con nông dân thì biết rồi, thì cứ cây mì thì cứ theo cây mì, ngay mì có giá theo cây mì, cây điều có giá theo cây điều. Hoặc là cái gì mà ngay cái gì có giá thì bà con ưa chạy theo, nhưng mà giữa anh em tôi đây thì không chạy theo. Được nhờ anh Hiếu anh tư vấn là anh em tôi chuyển từ ngày chuyển qua cây nhãn xuồng thì thấy thì kinh tế khá ổn định, và cái nó nói chung là cái năng suất của nó thì cũng tương đối ổn định. Linh hoạt chủ động thay đổi phương thức sản xuất, cộng thêm sự hỗ trợ kịp thời của tỉnh. Mỗi năm, Hợp tác xã Nhãn Xuồng Cơm Vàng Nhân Tâm bán ra thị trường khoảng từ 35 tới 45 tấn. Sản phẩm của hợp tác xã đã đạt chứng nhận VietGAP, được người tiêu dùng bình chọn là sản phẩm tin cậy năm 2013, là biểu tượng thương hiệu dịch vụ uy tín vì người Việt do Câu lạc bộ Doanh Nhân Tiến Phong Việt Nam trao tặng, bình chọn năm 2014, là sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2013 do Trung ương Hội Nông Dân Việt Nam tổ chức và trao tặng. Vùng đất Xuyên Mộc có trái nhãn Xuồng Cơm Vàng để người dân bản địa làm giàu, để tự hào, để những ai ghé qua Xuyên Mộc phải luyến lưu với hương vị và hình những vườn nhãn bạc ngàn lúc trĩu quả, cùng hình ảnh những nông dân chân chất, hồn hậu, thấp thoáng trong vườn nhãn. Câu chuyện về người nông dân giữ cây nhãn Xuồng Cơm Vàng cho vùng đất Xuyên Mộc đã khép lại chương trình Hòa Hiệp phát triển chương 2 của chúng tôi. Những thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật trên sóng truyền hình BRT vào các khung giờ 14 giờ 50 phút, 18 giờ, 18 giờ 30 phút và 21 giờ 50 phút trong ngày. Rất mong đón nhận sự quan tâm theo dõi của quý vị.